Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày bốn kiếp khó tìm cầu, quan năng nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ như lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 669, kinh Vô Thượng Y. Hán dịch Đại Lương. Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế Người Nước Thiên Trúc. Quyển Thượng. Phẩm 1, Sự Suy Lượng Công Đức. Tôi nghe như vậy. Một thời, tại vườn trúc Kalanda thuộc thành Vương Xá, Đức Phật Thế Tôn đang cư ngụ cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo. Ngoài trừ Tôn giả A Nan đang còn ở học địa ra, những vị tỳ kheo khác như Tịnh Mạng A Nhãn Kiều Trần Như, Tịnh Mạng Mã Thắng, Tịnh Mạng Hiền Thắng, Tịnh Mạng Ba Sa, Tịnh Mạng Maha Nama, Tịnh Mạng Ấu Lâu Tần La Ca Diếp, Tịnh Mạng Dạ Gia Ca Diếp, Tịnh Mạng Đề Ca Diếp, Tịnh Mạng Gia Du Đà, Tịnh Mạng Maha Ca Diếp, Tịnh Mạng Xá Lợi Phất, Tịnh Mạng Maha Mục Kiền Liên, Tịnh Mạng Tu Bồ Đề, Tịnh Mạng Tu Bà Hầu La, Tịnh Mạng Maha Câu Hy La, Tịnh Mạng Ubali, Tịnh Mạng Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, Tịnh Mạng Maha Thuần Đà, Tịnh Mạng Maha Kiếp Tân Na, Tịnh Mạng Ly Bà Đa, Tịnh Mạng Tất Lăng Già Bà Tha, Tịnh Mạng Ani Lâu Đà, Tịnh Mạng Tôn Đà La Nang Đà, Tịnh Mạng La Hầu La, gồm đủ 1.250 vị. Các vị đều là những bậc La Hán, đều là những vị đã dứt sạch các lậu hoặc đã hoàn tất mọi công việc, đã bỏ được gánh nặng, đã đạt được những lợi ích, đã tháo gỡ sạch mọi ràng buộc, tâm tánh khéo được giải thoát, khéo được tự tại, khéo thông được chỉ quán. Lại có 500 vị thuộc chốn đại tỳ kheo ni, như tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề, tỳ kheo ni Thanh Liên Hoa Sắc, tỳ kheo ni Bạc Đà, tỳ kheo ni Nang Đà, tỳ kheo ni Gia Du Đà La. Và như vậy mỗi vị đều có các quyến thuộc, lại có cả vô lượng 5.000 vị đại Bồ Tát từ những phương khác tới. Những vị này đều thuộc chúng Bồ Tát trong hiện kiếp, là những vị đã thông đạt được pháp tánh rộng lớn sâu xa, giáo hóa mọi nơi, khéo hành sự bình đẳng, tu đạo Bồ Tát, khiến cho tất cả những thiện tri thức trong chúng sinh đều được vô ngại Đà La Ni, kiềm ánh xe pháp không thoái, được cúng dường khắp vô lượng chư Phật. Trong hàng thánh nhất sinh bổ xứ, Bồ Tát Di Lặc làm vị đứng đầu, đã có cả 100.000 vạn chúng Ư Bà Tát do vua Tần Bà Sa La đứng đầu, đã có cả 100.000 chúng Ư Bà Di do phu nhân Tỳ Đề Hy làm người đứng đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn được các hàng trời người cung kính tôn trọng, theo nhau cúng dường. Khi ấy nương theo thần lực của Phật từ giữa đại chúng, ngài Tịnh Mạng A Nan liền đứng dậy, rạch áo quay phải chạm đất lành lễ Thế Tôn, rồi chắp tay hướng Phật thưa: Bà Thế Tôn, hôm nay con quấn y ôm bát vào thành Vương Xá tuần tự cất thực, thấy ở một nơi có một tòa lầu cao lớn, trang hoàng mới mẻ, được chạm khắc đẹp đẽ, trong ngoài kín đáo. Con liền nghĩ nếu như có những trai gái tốt lành, với lòng tin trong sạch, xây tòa lầu cao lớn này, cúng dường đầy đủ cho bốn thứ cần dùng chúng cho tăng bốn phương. Hoặc như sau khi Như Lai diệt độ, họ đem xá lợi của Phật lớn như hạt cải để vào trong tháp, rồi xây tháp lớn như A Ba La Tử, dựng chùa Phật lớn như cây kim châm, trải mâm bàn lớn như chiếc la, tạo tượng Phật lớn như hạt lúa mì. Vậy so với nhau, hai con đức này có đức nào vượt trội hơn? Con đây đã hỏi, cô Sư Thế Tôn giải đáp. Phật bảo lành thay, tốt thay. Này A Nan, vì tương xót thế gian mà làm chỗ quay về nương tựa, vì có khả năng khiến hàng trời người được đào an vui, và có khả năng giúp chúng sinh dứt ra khỏi và không trụ vào nơi khổ não, để có thể hỏi Như Lai việc trọng đại này, chính là con đã làm cho đại chúng tu hành nơi đây được nhiều lợi ích. Thế cho nên, này A Nan, nay con hãy lắng lòng nghe, chăm chú suy xét, cho tâm kính thành mà tin chắc thọ trì. Tốt thay Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe. Phật nói: Này A Nan, cõi Diêm Phù Đề này rộng khoảng 7.000 do tuần, phía bắc châu này rộng lớn, phương nam như bánh xe, mặt người ở đó cũng như vậy. Trong ấy có đủ cả những vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, chẳng khác nào như trong rừng.
có đủ nào là mía, trúc, cỏ lau, cỏ gai, lúa dế mọc tùm, không chỗ nào trống cả. Như vậy A Nan, quả diêm phù đề này cũng có đủ những vị từ bậc Tu Đà Hoàng cho đến bậc Bích Chi Phật. Nếu như có vị nào suốt đời cúng dường những thứ như quần áo, đồ ăn uống, thuốc thang, đồ nằm ngồi, thì sau khi tịch diệt, vị này sẽ được xây tháp lớn, được cúng dường các thứ đèn sáng, đốt thứ, những thứ như thứ hương như hương bột, hương thoa, những vòng hoa, vài bắp cờ, phướng và lọng. Này A Nan, ý ông thế nào? Người này do nhân duyên ấy sinh ra công đức nhiều ít. A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, thật rất nhiều, vì do nhân duyên này nên công đức của họ sinh ra rất nhiều. Phật nói: Này A Nan, về phía tây châu Diêm Phù Đề này có Tây Ngưu Hóa Châu, rộng khoảng đến 8.000 do tuần. Châu này được hình thành như hình bán nguyệt, khuôn mặt của người ở đây cũng như vậy. Trong ấy có đủ cả những vị Tu Đà Hoàng cho đến Bích Chi Phật, chẳng khác nào như trong rừng có đủ nào lá mía, trúc, cỏ lau, cỏ gai, lúa mọc tùm, không chỗ nào trống cả. Như vậy này A Nan, ở đây ở Tây Ngưu Hóa Châu này cũng có đủ cả những vị từ bậc Tu Đà Hoàng cho đến Bích Chi Phật. Nếu như có ai suốt đời cúng dường những thứ như quần áo, thức ăn uống, thuốc thang, đồ nằm ngồi, thì sau khi tịch diệt, người này sẽ được xây tháp cúng dường, đốt đèn sáng, đốt những thứ hương như hương bột, hương thoa, vòng hoa, vải bắp cờ, phướng lọng. A Nan, ý ông thế nào? Cho nhân duyên ấy, công đức của người này sẽ được nhiều chăng, nhiều ít? A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Này A Nan, về phía đông Tây Ngưu Hóa Châu này có Đông Thắng Thần Châu, ngay dọc khoảng 9.000 do tuần. Châu này hình tròn như mặt trăng đầy, khuôn mặt của những người ở đây cũng tròn như vậy. Trong châu này có đủ những vị từ Tu Đà Hoàng cho đến bậc Bích Chi Phật, chẳng khác nào ở trong một khu rừng có đủ các thứ mía, trúc, cỏ lau, cỏ gai, lúa mọc tùm, không chỗ nào trống cả. Như vậy này A Nan, tại Đông Thắng Thần Châu đây cũng có đủ cả những vị từ Tu Đà Hoàng cho đến Bích Chi Phật. Nếu như có người nào suốt đời cũng dường những thứ như quần áo, thức ăn uống, thuốc thang, đồ nằm ngồi, thì sau khi tịch diệt, người này sẽ được xây tháp cúng dường những thứ như đốt đèn, đốt những thứ hương như hương thoa, hương bột, vòng hoa, phải bắt cờ, phướng lọng. A Nan, ý hôn như thế nào? Cho nhân duyên đấy có đất người này sẽ được nhiều ít. A Nan đáp: Thật rất nhiều, bạch Thế Tôn. Này A Nan, về phía bắc của Đông Thắng Thần Châu có Bắc Câu Lưu Châu, dao động khoảng 10.000 giờ tuần. Châu này hình vuông, khuôn mặt những người ở đây cũng như vậy. Trong châu này có đủ cả những vị từ bậc Tu Đà Hoàng cho đến Bích Chi Phật, chẳng khác nào ở trong một khu rừng mà có đủ cả nào là mía, trúc, cỏ lau, cỏ gai, lúa mọc tùm, không chỗ nào trống cả. Như vậy này A Nan, ở trong Bắc Câu Lơ châu này cũng có đủ cả những vị từ bậc Tu Đà Hoàng cho đến bậc Bích Chi Phật. Nếu như có người nào suốt đời cúng dường những thứ như quần áo, thức ăn uống, thuốc thang, đồ nằm ngồi, thì sau khi tịch diệt, người này sẽ được xây tháp, sẽ được cúng dường như thắp đèn, đốt những thứ hương như hương thoa, hương bột, vòng hoa, vải bắp cờ, phướng lọng, vân vân. A Nan, ý ông thế nào? Cho nhân duyên ấy, công đức người này được sinh được nhiều ít? A Nan đáp: Rất nhiều, bạch Thế Tôn. Này A Nan, ở phía bắc Câu Lư châu này là có cung trời của Vô Đế Thích. Nơi đó có lầu đại phi tên là Thường Thắng Điện, gồm có 8,4 ngàn lầu ca bay quanh, có 8,4 ngàn cột làm bằng ngọc lưu ly xanh, có lưới báu bằng vàng ròng phủ lên trên, dây vàng chuông lưới giăng bốn phía. Các loại báu như vàng bạc, nước hương, chiên đàn, các loại hoa trời đã khắp trên mặt đất, có 84.000 cửa sổ trang trí đẹp đẽ, bên trong trang hoàng bằng ngọc báu tỳ lưu ly, ngọc báu nhân đà, ni la, pha lê, liên hoa sắc, có 84.000 cây mộc lan mọc sát nhau hai bên đường, hoàn toàn đều do ngọc lưu ly xanh hợp lại làm thành.
À nè, nếu có những thiện nam hay thiện nữ có lòng tin trong sạch, được tạo được cả hàng trăm ngàn như bảo điện thường tán, như lầu cao phi cát của cung trời Đế Thích mà cúng dường cho chư tăng bốn phương, nó lại có người nào sau khi Như Lai niết bàn đem xá lợi của Như Lai lấy như hạt cải mà xây tháp lớn như Na Ly Tử, dựng chùa Phật lớn như Kim Châm, trải mâm bàn lớn như lá cây, tạo tượng hình Phật lớn như hạt lúa. Thì công đức này nếu sánh với công đức đã nói ở trước, nó chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000 vạn ức cho đến số A Tăng Kỳ, đều không bằng một, không thể dùng thí dụ để nói hết được. Vì sao? Là về Như Lai vô thượng. A Nan, huống chi là công đức chỉ như vậy. Có diêm phù đề này, về phía tây có Tây Ngưu Hóa Châu, phía đông là Đông Thắng Thần Châu, phía bắc là Bắc Cô Lô Châu, biển lớn Tu Di, núi Thiết Phi và cả thế giới Ta Bà. Nếu nghiền nhỏ nét như vi trần, dựa theo số thứ tự này, thế đều là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Nếu có thiện nam thiện nữ nào có lòng tin trong sạch, suốt đời cúng dường, sau khi diệt độ sẽ được xây tháp cúng dường. A Nan, ý ông thế nào? Những thiện nam thiện nữ này công đức nhiều hết. Thật rất nhiều, bà Thế Tôn. Phật bảo A Nan, nếu như có thiện nam thiện nữ nào, sau khi Phật diệt độ, đem xá lợi Phật lớn như hạt cải, xây tháp lớn như Amala Tử, dựng chùa lớn như Kim Châm, trải mâm bàn lớn như chiếc lá, tạo tượng Phật lớn như hạt lúa, thì công đức này so với công đức đã nói ở trước không bằng 1%, không bằng 1/1000 vạn ức cho đến những số đếm, những thí dụ cũng không thể nào bị kịp. Này A Nan, với công đức như vậy mà không hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu công đức này mà nhóm hợp lại thì phước báo đạt được nhiều như số vi trần của thế giới Ta Bà, sẽ được làm vua ở cõi trời Thoái Hóa Tự Tại, dưới cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Đâu Xuất Đà, vô cõi trời Dạ Ma, cõi trời Tam Thập Tam, huống nữa lại làm chuyển luân thánh vương. Phẩm 2 Như Lai Giới. Phật bà Tôn giả A Nan, sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, nếu xây chùa lập tháp tạo tượng cúng dường thì công đức phước báo không thể suy lượng được, dùng số như vi trần cũng không thể nào tính hết được. Vì sao? Này A Nan, Như Lai là hiếm có, là không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì cõi giới, vì tánh là không thể nghĩ bàn, vì bồ đề, vì sự chứng đắc là không thể nghĩ bàn, vì công đức, vì pháp là không thể nghĩ bàn, vì lợi ích, vì sự, vì hành sự là không thể nghĩ bàn. Này A Nan, thế nào là Như Lai giới? Vì sao Như Lai là giới không thể nghĩ bàn? Này A Nan, tất cả chúng sinh đều có ấm nhập vào giới. Các loại tướng thù thắng hiện ra ở bên trong bên ngoài, thời tiết từ xưa tiếp nhau liên tục, pháp đạt được hết sức sáng tỏ nhiệm màu. Nơi đây tâm ý thức không thể duyên khởi, xem xét hiểu phân biệt không thể duyên khởi, sự suy nghĩ không chân chánh không thể duyên khởi. Nếu xa lìa suy nghĩ không chân chánh thì pháp không khởi do vô minh. Nếu không khởi vô minh, đó là pháp chẳng có 12 phần duyên khởi. Nếu chẳng có 12 phần duyên khởi thì pháp không tướng. Nếu là không vô tướng thì pháp ấy chẳng do sự tạo tác mà ra. Nó không sinh, không diệt, không giảm, không hết. Nó thường hằng tịch trụ, bản tánh trong sạch, không bị dính mắc xa lìa, không dơ bẩn, vượt ra và giải thoát khỏi màn phiền não, chánh thuận tương ưng với pháp Như Lai, để qua hằng xa số, không đời nhau, không xả, trí không thể nghĩ bàn. Này A Nan, ví như Ngọc Châu như ý vô giá, trang nghiêm, lộng lẫy, đáng yêu, sáng trong, vì thể nó tròn sạch, không có dơ bẩn. Nếu đem bỏ vào chỗ bùn nho, đã qua 100.000 kiếp, nếu có người nào nhặt lấy, đem rửa sạch, giữ gìn, không để rơi rớt, thì hạt báu như ý ấy đã được rửa sạch, giữ gìn, nó trở lại sự trong sạch, không mất đi sự quý báu.
Như vậy này A Nan, khi xưa còn ở thân ở nhân địa, tất cả Như Lai đều biết cõi chúng sinh tự tánh là trong sạch, bị nhiễm dục bởi khất trần phiền não, nên như Phật Như Lai đều nghĩ khất trần phiền não không nhập vào trong cõi trong sạch của chúng sinh được. Phiền não như bẩn này che lấp bên ngoài, những suy nghĩ giả dối kết hợp lại khởi lên, chúng ta có thể bị tất cả chúng sinh nói pháp sâu xa mầu nhiệm để trừ chướng ngại của phiền não, không nên sinh tâm thấp hèn mà phải rộng lượng, phải sinh tâm tôn trọng đối với chúng sinh, khởi đại sư kính, khởi bát nhã, khởi xà na, khởi đại bi. Dựa vào năm pháp này, hàng Bồ Tát được nhập vào địa vị không thoái chuyển. Hàng Bồ Tát này lại suy nghĩ phiền não như bản này không có năng lực, không tương ứng với gốc rễ phiền não, không chân thật, vốn không dựa vào bản xứ, vốn đất trong sạch, thế nên không gốc. Những suy nghĩ giả dối, những thói quen điên đảo khởi lên như đất, nước, gió, dựa vào gốc mà được tồn tại. Gốc này không chỗ dựa, phiền não cũng như vậy, không có chỗ dựa chân thật. Nếu biết một cách đúng đắn, quan sát suy nghĩ một cách chân chính, thì các phiền não này không khởi lên sự trái nghịch. Nay ta nên xem xét khi các phiền não không làm ta dính mắc. Nếu như có phiền não mà ta không bị dính mắc thì gọi là điều lành. Còn nếu làm cho chúng ta chấp vào cái nhiễm của phiền não thì làm sao có thể thuyết pháp gỡ bỏ sự trói buộc của phiền não cho chúng sinh được. Do đó, nay ta nên xả bỏ phiền não để nói chánh pháp để tháo gỡ sự trói buộc của phiền não cho chúng sinh. Nếu như có phiền não làm cho sinh tử liên tục lại tương ứng với căn lành, thì loại phiền não này ta nên thâu tóm và giữ lấy, vì để thành thục chúng sinh, vì để thành thục Phật Pháp. Như vậy, A Nan, khi còn trong nhân địa, Như Lai nương vào như thật mà biết, nương vào khả năng mà tu thấu đạt cảnh giới của Như Lai, không nhiễm không chấp, có khả năng nhập vào và trôi lăn trong sinh tử, chẳng phải là do sự trói buộc của phiền não. Chứng được phương tiện rộng lớn, trụ vào nơi vô trụ, niết bàn vắng lặng, mau đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan, Như Lai giới này vô lượng vô biên, nơi mà các phiền não ẩn chứa từ vô thủy trôi lăn theo dòng sinh tử, chìm đắm trôi nổi trong sáu đường, ta gọi đó là cõi chúng sinh. Này A Nan, chúng sinh giới này từ nơi cái khổ sinh tử mà khởi lên sự nhàm chán, loại trừ sự ham muốn của sáu trần, dựa vào sự thu giữ của tám và bốn ngàn pháp môn, của mười phép ba la mật, tu đạo bồ đề, ta nói đó là bồ tát. Này A Nan, chúng sinh giới này đã thoát ra khỏi cái màn phiền não, đã vượt qua tất cả khổ, trở sạch mọi dơ bẩn rốt ráo, vắng lặng sáng ngời trong sạch. Vì nguyện kiến đối với các chúng sinh, vì pháp vi diệu thượng địa, vì nhất thiết trí địa, vì hết thảy vô ngại, trụ vào trong pháp ấy, đưa đến quả vị tột cùng tột đắc pháp vương đại tự tại lực, ta nói đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, Như Lai giới này xưa nay vắng lặng, thảy đều không trở ngại, tự tại ở tất cả nơi trong ba vị, ví như hư không, tất cả các loại màu sắc thì không thể nào che, không thể phục đầy, không thể bích lấp được. Như những thứ đất, vàng, bạc ở trong hư không cũng đều không có sự ngăn ngại, Như Lai giới cũng là như vậy. Đối với tất cả nơi ở trong ba vị ta đều không có sự ngăn ngại. Này A Nan, khi còn ở nhân địa, tất cả các đức Như Lai dựa vào như thật mà biết, dựa vào khả năng mà tu, xem năm thứ công đức của Như Lai giới là không thể nói không hai tướng, xem cảnh giới không một không khác, vừa qua thấy hiểu tất cả xứ đều một vị. Hàng Bồ Tát trừ chúng sinh tướng, trừ pháp dị tướng, trừ đại kiết tướng, ở trong sự liên tục của chúng sinh, các vị chỉ vào trí không ngại mà quán Như Lai giới, được khởi lên ý kỳ lạ, chào ôi chúng sinh, Như Lai ở trong ngay thân của chúng sinh, theo lý thì không thể nào thấy được. Thế cho nên ta nói đầy đủ các phần tánh đạo, cởi mở sự che lấp trói buộc từ vô thủy, khi cho các chúng sinh nhân sức thánh đạo mà phá trừ sự trói buộc. Tự mình có thể chứng kiến được sự bình đẳng chân thật của Như Lai đúng như lý.
Vì sao như vậy? Vì tất cả chúng sinh bị ràng buộc bởi sự chấp tướng nên không nhận thức được Như Lai, không đạt được Như Lai, không thấy được Như Lai. Này A Nan, khi xưa còn ở nhân địa, Như Lai quán sát thông suốt, thấu rõ được Như Lai giới, hiểu được một cách đúng đắn về các pháp là thảy đều bình đẳng, chính mình chuyển bánh xe pháp vô thượng vi diệu, trực tiếp thành tục chúng thánh đệ tử vô lượng vô biên cung kính vây quanh, rồi vào vô dư niết bàn mát mẻ, cho đến thế giới cùng tận cũng không bỏ làm việc lớn cho chúng sinh. Này A Nan, Như Lai giới này tự tánh trong sạch, không có tướng khác, không có sự sai biệt đối với chúng sinh, mà lại hết sức bình đẳng, trong mát thấm nhuần, hết sức là nhu hiền tương ưng với họ. A Nan, giống như tự tánh của nước là thấm nhuần, nó có thể nhiếp, nó có thể thấm nhuần, có thể làm phát triển tất cả những cây cỏ, cây thuốc. Như vậy này A Nan, khi còn ở nhân địa, tất cả chư Phật đều dựa vào Như Lai giới mà tu hành căn bản, làm lợi ích cho chúng sinh. Vì việc này mà các ngài phải trở lại nhập vào ba cõi hiện sinh già bệnh chết. Thế nên những khổ và sinh già của các vị Bồ Tát chẳng phải chân thật mà có. Vì sao? Vì các vị đã thấy được như thật về Như Lai giới rồi. A Nan, ví như có ông trưởng giả giàu, chỉ có một cậu con trai ngay thẳng thông minh, ông ta thương yêu trong nom nuôi dưỡng con mình, tình không tạm bỏ. Dù còn nhỏ, ham vui chạy nhảy, đứa trẻ này bất ngờ trượt chân té xuống hầm phân sâu lớn, nơi thay chết sình trướng một rã hôi thối. Thì con rớt xuống hầm, người mẹ của đứa bé này cùng các họ hàng hoảng sợ la to: trời ơi, đau đớn thay, âu sầu khổ não thay. Mặc dù xót thương kêu gào, nhưng những người này bản thân không đủ khả năng, lại khiếp nhược không dám xuống hầm phân sâu ấy để đứa cứu thằng bé kia lên. Khi ấy ông trưởng giả vội vàng về nhà, vì lòng thương con quá đỗi, không ngại sợ hôi hám dơ bẩn, ông ta tự xuống hầm và vớt thằng bé lên. Như vậy A Nan, ta đem ví dụ này là muốn làm rõ nghĩa chân thật. Những điều ta nói như thay chết hầm phân, thì ví như ba cõi đứa con ấy, thì ví cho hàng chúng sinh phàm phu. Người mẹ và những họ hàng thì ví như hàng thanh văn duyên giác. Hàng nhị thừa này, mặc dù thấy chúng sinh trôi nổi đắm chìm trong sinh tử, buồn rầu thương xót than thở, nhưng lại không đủ năng lực để cứu vớt, giúp họ thoát khỏi. Ông trưởng giả giàu có kia chính là hàng Bồ Tát này. Những vị ấy đã không còn tâm nhơ bẩn nữa, đã chứng thấy được pháp chưa từng học, rồi lại nhập vài nơi sinh tử, hôi hám mà hiện thọ thân cứu vớt chúng sinh. À này, ông nên biết, lòng đại bi của hàng Bồ Tát như vậy thật hiếm có, không thể nói được. Hàng Bồ Tát đây đã vượt ra ba cõi, rồi bỏ mọi ràng buộc, lại vào ba cõi thọ sinh trong các ba cõi, nhờ nương theo phương tiện thiền xảo, nắm giữ bát nhã ba la mật, diễn thuyết chánh pháp, diệt khổ cho chúng sinh, dù có phiền não cũng không thể nào vấy bẩn. A Nan, đó là vì oai thần lớn của giới như của Như Lai này, không đổi khác, mềm dẻo thấm nhuần. A Nan ô lên biết, chúng sinh giới này chính là tánh của các bậc thánh, không tu không phải là không tu, không phải là không hành, không hành không phải là không hành. Không tâm, không có tâm pháp, không nghiệp, không có quả báo, không khổ, không vui, thì mới nhập vào được cõi này. Tánh này bình đẳng, nó không có tướng khác, nó xa lìa, nó tùy theo, nó rộng lớn, nó không có ngã sở, nó không cao thấp, nó chân thật, nó vô tận, nó thường trụ, nó sáng trong. Này A Nan, thế nào gọi tánh này là tánh của các bậc thánh? Vì duyên vào tánh này mà tất cả thánh pháp được thành tựu, vì dựa vào tánh này mà tất cả thánh nhân được hiển hiện. Thế cho nên ta mới nói tánh này chính là tánh của các bậc thánh. Này A Nan, nay ta nói về tánh của Như Lai. Đã qua hàng xa số, tất cả Như Lai bất cộng chân thật từ pháp này ra mà được hiển hiện nên gọi là Như Lai giới. Vì tánh ưa hết lòng kính trọng chánh thuyết, nên thân giới định tuệ của tất cả các bậc thánh hiền liên được thành tựu. Bởi thế pháp này được gọi là pháp thân.
Pháp đây là pháp cùng nhóm, cùng tóm thâu, không cùng lìa, không xả bỏ trí, chẳng có thể bị, chẳng có hiểu biết. Nó là y, là trì, là xứ. Hoặc là pháp này không cùng thâu tóm mà cùng lìa, xả bỏ trí, có thể có hiểu biết, cũng là y, là trì, là xứ. Thế nên ta nói, vì tất cả tạng pháp không đổi khác cho nên gọi là như như. Vì không điên đảo nên gọi là thực tế. Vì vượt thoát tất cả tướng cho nên gọi là niết bàn. Vì cái nơi mà cái thánh nhân hành trì là cảnh giới vô phân biệt trí cho nên được gọi là đệ nhất nghĩa. A nan, như là giới chẳng có chẳng không, không đục không sạch, tự tánh trong sáng không dơ bẩn. Cho nên ông phải học tập. Này A nan, thế nào là Như Lai cảnh giới không thể nghĩ bàn? A nan, Như Lai giới này, khi ở hữu cấu địa thì cả pháp sạch lẫn pháp không sạch ta đều hiện hữu. Nơi đây không thể suy nghĩ, cứ dựa vào lý sâu dày mà được giải thoát thành A La Hán Bích Chư Phật thì đó chẳng phải là cảnh giới Như Lai. A nan, có hai loại pháp không thể thông đạt được. Một, pháp giới của tự tánh trong sạch không thể thông đạt. Hai, cái nhơ bẩn của phiền não làm chướng ngại không thể thông đạt. Duy có bậc Bồ Tát bất thoái chuyển tương ưng với đại pháp là có khả năng nghe, có khả năng lãnh thọ, có khả năng tu trì. Trong khi đó các vị Bồ Tát thanh văn duy giác nhờ tin theo lời Phật dạy cho nên mới nghĩ, mới biết được pháp này. A nan, Như Lai là giới tánh không thể nghĩ bàn. Phẩm 3 Bồ Đề. Phật bảo A nan, thế nào là Như Lai vô thượng chánh đại chánh giác? Tại vô lậu giới đối với tất cả hoặc vài chướng, chư Phật Thế Tôn đều đã hoàn toàn dứt sạch, đã chuyển y vào nơi vắng lặng sáng trong. Quả vị vô thượng Bồ Đề này cùng tương ưng với 10 loại phần ông nên học tập. Vậy 10 loại phần này là những gì? 1. Tự tánh, 2. Nhân duyên, 3. Hoặc chướng, 4. Chỉ quả, 5. Tác sự, 6. Tương nhiếp, 7. Hành xứ, 8. Thường trụ, 9. Bất cộng, 10. Không thể tư duy. Này A nan, thế nào là tự tánh Bồ Đề? Nếu như lý, như lượng mà tu đạo xuất ly như 10 địa sa ba la mật thì những chuyển y đạt được vắng lặng trong sáng đó chẳng phải là cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác, đó tức là tự tánh Bồ Đề. A nan, nếu chưa dứt trừ được bức màn phiền não thì ta gọi cõi ấy là Như Lai tạng hết sức trong sạch, gọi đó là chuyển pháp chuyển y. Có 4 loại tướng: 1. Sinh khởi duyên, 2. Diệt tận duyên, 3. Chánh thuật tư lương sở tri pháp quả, 4. Tố thanh tịnh pháp giới thể. Thế nào là sinh khởi duyên? Ra khỏi sự liên tục của Như Lai trong hết thảy cõi đời, đó là nơi sinh khởi duyên của Đạo Bồ Đề. Thế nào là diệt tận duyên? Vì dựa vào pháp này mà 3 món căn bản của phiền não được hoàn toàn diệt tận. Thế nào là sở tri pháp quả? Để thấu đạt một cách chân chánh những điều hiểu biết về quả vị chứng đắc của chân như. Thế nào là pháp giới thể? Diệt các tướng kết, pháp giới rất sạch trong sẽ hiện ra. A nan, đó là tướng chuyển y. Chuyển y ấy tức là Bồ Đề vô thượng của các Đức Phật Thế Tôn, nên gọi là tánh Bồ Đề. Này A nan, có 4 pháp làm nguyên nhân để chứng đắc Bồ Đề vô thượng. 1. Nguyện muốn tu tập pháp Maha Diễn. 2. Tu tập Bát Nhã Ba La Mật. 3. Tu tập phá hư không Tam Muội Môn. 4. Tu tập Đại Bi của Như Lai. Này A nan, có 4 loại hoặc ngăn che quả Bồ Đề. 1. Biết bỏ quay lưng với pháp Đại Thừa. 2. Ngã kiến tà chấp. 3. Sợ khổ của sinh tử. 4. Không làm việc đó cho chúng sinh. Này A nan, có 4 quả thắng vô thượng Bồ Đề. 1. Tối tịnh, 2. Chân ngã, 3. Diệu lạc, 4. Thường trụ. Bây giờ nghe Phật nói xong, từ giữa đại chúng tôn giả A nan đứng dậy, rạch áo bày vai phải, với phải chạm đất cung kính đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay hướng Phật rồi đọc bài kệ: hay nói hay làm lý sâu xa, mãi độ chúng sinh không lui bước, vượt khỏi trói buộc các sợ sệt, nên con cúi lạy hỏi Cù Đàm. Pháp nào là nhân của Bồ Đề? Thế nào là chướng, là quả báo? Quốc sinh đức đại từ đại bi,
rõ lòng giảng rõ cho chúng con. Khẽ Đức Thế Tôn cất lời khen: Hay thay này A Nan, vì muốn làm nhiều lợi ích cho chúng sinh, vì muốn khiến cho hàng trời người được đạo an vui, mà ông có thể hỏi Như Lai về nghĩa lý lớn lao sâu xa này. Do đó với lòng cung kính khát khao, ông hãy lắng lòng nghe mà tinh thọ. Hay thay Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn được nghe. Phật bảo A Nan, trong thế gian có ba hạng chúng sinh: một, trước hữu; hai, trước vô; ba, bất trước hữu vô. Trước hữu có hai: một, ta với đạo Niết Bàn, cho Niết Bàn không có tánh, không cầu Niết Bàn, lại ưa sinh tử. Hai, trong giới pháp ta không sinh lòng khao khát mà lại chê bai đại thừa. Này A Nan, những chúng sinh này cho rằng họ chẳng phải đệ tử của Phật, Phật chẳng phải là thầy lớn của họ, chẳng phải nơi để họ nương tựa. Như vậy những người này đã trụ vào chỗ ngu si ám muội, đã ở nơi đồng hoang mà lại còn vào rừng và chỗ rừng cây tối tăm tùm hôi hám, chắc chắn sẽ đọa vào chỗ tối tăm hiểm họa. Vì do bị sinh tử trói buộc nên họ phải chịu thọ thân sâu, xa vào lưới xiển đề, không để tự ra khỏi. Đấm trước nơi sự đoạn diệt cũng có hai: một, hành không phương tiện; hai, hành có phương tiện. Hành không phương tiện lại có hai hạng người: một, 96 hạng ngoại đạo di học ở ngoài Phật Pháp như Chi La Ca Ba Dục Bà; hai, ở trong Phật Pháp hay sinh tính tâm chấp chặt ngã kiến, không ưa chánh lý. Ta nói hạng người này đồng với ngoại đạo, đã có hạng người tăng thượng mạng ở trong chánh pháp quán không, rồi sinh ra hai quan điểm không và có. Chân không này hướng thẳng đến nhất đạo, tịnh giải thoát môn của vô thượng bồ đề. Như Lai hiện rõ mở bài chánh thuyết: trong quan niệm sinh không, ta nói không thể trị. A Nan, nếu có người nào chấp vào ngã kiến lớn như núi Tu Di, thì ta không lấy làm kinh ngạc, cũng không chê bai. Cái tăng thượng mạng dính mắc vào không kiến, như một sợi tóc chia thành 16 phần, ta không thể chấp nhận. Hành có phương tiện cũng có hai hạng người: một, hạng ta băng thừa, chỉ tu tự lợi, không làm việc lợi cho người; hai, duy giác thừa, ít làm lợi ích cho người, rồi vào việc nhỏ, được ít mà cho là đủ. Bất trước hữu vô là chỉ hàng tối thượng lợi căn. Tu hành đại thừa, hạng người này không chấp vào sinh tử như hạng xiển đề, không hành không phương tiện như hạng ngoại đạo, không hành có phương tiện như hạng nhị thừa. Thế nào là hành? Xem xét thân sinh tử và cõi niết bàn, bình đẳng một tướng. Đến khi đạt được chánh đạo, tâm ý được an chỉ, trụ vào vô trụ xứ, trong sạch niết bàn, dạo chơi trong sinh tử và không bị nhiễm ố, tu tâm đại bi để làm căn bản, chí lực mạnh mẽ vững chắc không lay động. Phật nói tiếp: Này A Nan, nếu có người nào tham đắm vào ba loại hữu này mà chế bai đại thừa, thì trong thì nhận thì người này gọi là nhất xiển đề, để vào tà định tụ. Người nào đắm vào không hành không phương tiện thì đọa vào bất định tụ. Người nào đắm vào không hành có phương tiện, không đánh vào đạo bình đẳng có hành hay không hành, thì gọi là chánh định tụ. A Nan, ngoài ba hạng người không đắm vào có không mà tu hành bình đẳng ra, còn có bốn hạng: một, nhất xiển đề; hai, ngoại đạo; ba, thanh văn; bốn, duyên giác. Vì những hạng này vẫn còn có bốn hoặc chướng nên không thể chứng đắc được pháp thân vô thượng bồ đề của Như Lai. Với bốn hoặc chướng đó là gì? Một, sa bỏ đại thừa là xiển đại chướng. Để trừ chướng này, ta nói pháp chân chánh đại thừa mà hàng Bồ Tát tu hành trên ưa. Hai, bất kể nơi nào chấp vào ngã kiến một cách sai lầm, đó là ngoại đạo chướng. Để trừ chướng này, ta nói pháp bát nhã ba la mật mà hàng Bồ Tát tu hành. Ba, ở trong sinh tử chán sợ mỏi mệt là hàng thanh văn chướng. Để trừ chỗ này, ta nói pháp môn phá hư không tam muội mà hàng Bồ Tát tu hành. 4. Quay lưng với việc làm
Lợi ích cho người, việc ích cho là đủ. Đó là duy giác chướng. Để trừ chỗ này ta nói lòng đại bi Bồ Tát tu hành. Đấy là bốn hạng người, có bốn hoặc chướng. Để trừ những hoặc chướng này ta nói bốn thánh đạo. Dựa vào thánh đạo này mà trị bốn thứ điên đảo thì mới có thể chứng bốn đức ba la mật quả của pháp thân rất tốt đẹp cao cả của Như Lai được. Này A Nan, đối với các pháp sắc tất cả đều vô thường, lại sinh ý tưởng là thường. Các pháp đều khổ mà sinh ý tưởng là vui, các pháp vô ngã mà sinh ý tưởng có ngã, các pháp không sạch mà sinh ý tưởng sạch, đó gọi là điên đảo. Quán pháp của các sắc là vô thường, là khổ, vô ngã, không sạch, không có cái tên điên đảo thì gọi là không điên đảo. Nếu quán pháp thân diệu đức của Như Lai tức thành ra là điên đảo. Để trị loại điên đảo này, tôi nói bốn đức của pháp thân Như Lai, những gì là bốn: thường trụ ba la mật, hai an vui ba la mật, ba chân ngã ba la mật, và bốn là trong sạch ba la mật. A Nan, vì chấp vào năm uẩn bên trong rồi khởi lên điên đảo kiến, cho nên tất cả hàng phàm phu ở trong vô thường mà sinh ra thường kiến, ở trong thật khổ mà sinh ra lạc kiến, ở trong vô ngã mà sinh ra ngã kiến, ở trong không trong sạch, ở trong không sạch mà sinh ra kiến sạch. A Nan, pháp thân Như Lai là cảnh giới của tất của nhất thiết chủng trí. Bởi điên đảo tu tập không thể chặt đứt những điên đảo này, do đó hàng thanh văn duyên giác không thể quán sát pháp thân của Như Lai. Vì sao? Vì pháp thân Như Lai là hơn hết thường trụ, phải nên tu tập, nên trái với thường trụ mà tu, trụ vào vô thường mà tu. Pháp thân Như Lai là cao tột an vui mầu nhiệm, phải tu tập nên trái với an vui mầu nhiệm mà tu, đồ vào khổ mà tu. Pháp thân Như Lai là hơn hết chân ngã, nên phải tu tập ra với chân ngã mà tu, đồ vào vô ngã mà tu. Pháp thân Như Lai là vô cùng trong sạch, phải đã tu tập nên trái với trong sạch mà tu, đồ vào không sạch mà tu, nhân theo điên đảo mà tu, theo đạo thanh văn duy giác mà trụ. Thì đó chẳng phải là cách để đạt tới bốn đức của pháp thân Như Lai. Thế nên bốn đức thường lạc ngã tịnh của pháp thân Như Lai chẳng phải là cảnh giới của hàng thanh văn duy giác ấy. A Nan, nếu chúng sinh nào tin những lời Như Lai dạy thì có thể thấy được bốn đức thường lạc ngã tịnh của pháp thân Như Lai không có tâm điên đảo. Do đó những chúng sinh này mới phát khởi chân chánh kiến. Vì sao? Này A Nan, pháp thân Như Lai là chân thường lạc ngã tịnh ba la mật. Nếu có chúng sinh nào dựa vào đạo thắng diệu qua pháp thân Như Lai thì những chúng sinh này, họ từ chỗ sáng vào chỗ sáng, từ chỗ ẩn yên đến chỗ dư lơn. Những chúng sinh này mới chính là đệ tử chân chánh của Phật, lòng Phật thương yêu phải nhớ nghĩ. Những chúng sinh này từ Phật khẩu sinh ra nên thành tựu được quả Phật, từ pháp hóa sinh là được nên mới được pháp tài phần. A Nan, hạ nhất thiện đề vứt bỏ quay lưng với chánh pháp, lại sinh tâm tham muốn sự hôi hám của sinh tử. Để trừ loại hoặc chướng này, ta nói phải tu hành nguyện ở thích đại thừa, nương tựa vào pháp này sẽ được quả vô cùng trong sạch. A Nan, tất cả ngoại đạo do tà chấp ngã kiến mà sinh ra sự chìm đắm dính mắc. Các pháp sắc đều là những pháp không ngã, tướng không tranh giành. Và đời chư Phật ở mọi nơi và cả ta đều nói là chân ngã. Hàng ngoại đạo này chấp năm ấm bên trong khởi ngã kiến, tâm an ổn sướng vui. Để phá hoặc chướng này, thế nên ta nói tu tập bát nhã ba la mật, nương theo pháp này sẽ đạt được chân ngã quả. A Nan, để trừ loại chấp do kinh sợ sinh tử, ở nơi khổ diệt sinh ra vui tích của hàng thanh văn, ta nói tu tập phá hư không tam bụi môn. Nếu nương theo pháp này sẽ đạt được cụ túc phần, ở thế gian và suốt thế gian được vô giới quả ba la mật. A Nan, bởi hàng chuyên giác không thể xem xét làm việc lợi ích cho người, không hòa hợp,
so với chúng sinh khác, mà chỉ ở một mình, suy nghĩ tâm vui sướng an ổn. Nên để trừ loại chấp này, ta nói tu tập lòng đại bi của Bồ Tát, phải dựa vào pháp này, luôn luôn biến khắp mười phương vì các chúng sinh mà làm cái việc lợi ích, lấy đó làm chỗ lưu trú và luôn được trụ ở quả ba la mật. A Nan nương theo bốn đức này, tất cả Như Lai thật xứng pháp giới, không chấp vào có và không, như hư không rộng lớn, tu không giới, tu cứu cánh, đã qua ba đời hoàn toàn được an trụ. A Nan, vì có bốn loại chỗ này mà tất cả hàng A La Hán, Bất Chi Phật, Đại Địa Bồ Tát không đạt được bốn đức ba la mật của pháp thân Như Lai. Bốn đức đó là gì? 1. Sinh duyên hạt. 2. Sinh nhân hoặc. 3. Hữu hữu. 4. Dư hữu. Thế nào là sinh duyên hoạt? Tức là vô minh trụ địa sinh ra tất cả hành, như vô minh sinh nghiệp vậy. Thế nào là sinh nhân hoạt? Tức là vô minh trụ địa nơi đã sinh các hành, thế như vô minh đã sinh ra các nghiệp vậy. Thế nào là hữu hữu? Duyên vô minh trụ địa, nhân vô minh trụ địa mà khởi lên vô lậu hành. Ba loại ý sinh thân, thế như bốn thủ làm chuyên. Ba hữu lậu nghiệp làm nhân, khởi lên ba loại hữu. Thế nào là vô hữu? Duyên ba loại ý sinh thân, không thể hiểu biết được những sự đọa diệt rất nhỏ. Thế như trong duyên ba hữu sinh ra mỗi niệm và lão tử. Vô minh trụ địa, tất cả phiền não là chỗ nương dựa của những gì chưa đoạn trừ hẳn. Các A-la-hán, Bất Chi Phật và tự tại Bồ-Tát không thấy một cách thấu đáo về sự nhơ bẩn của phiền não, sự hôi hám của tập khí, sự rốt ráo diệt tận, đại tịnh ba la mật, nhân vô minh trụ địa mà khỏi khinh tưởng hoặc là có những hành động giả dối nên chưa thể diệt trừ được, không thể thấy thấu đáo, không tạo, không làm, đó phán lặng đại nghĩa ba la mật. Duyên vô minh trụ địa, nhân giả dối di tế, khởi lên vô lậu nghiệp, ý sinh các ấm, vì chưa trừ sạch nên không thấy một cách thấu đáo sự tận diệt xa lìa đại lạc ba la mật. Nếu chưa có thể đến mức độ diệt trừ hết sạch các phiền não, các đại do nghiệp sinh, thì đó là chư Như Lai, là cõi cam lồ, tức biến dịch sinh tử, chấm dứt hẳn vô lượng dòng sinh diệt, không thấy đến tận cực vô biến dị đại thường ba la mật. A Nan, ở trong ba cõi có bốn loại nạn: 1. Nạn về phiền não. 2. Nạn về nghiệp. 3. Nạn về quả báo sinh ra. 4. Nạn về sự lỗi lầm. Vô minh trụ địa là chỗ khởi phương tiện sinh tử, như là các nạn của phiền não trong ba cõi. Vô minh trụ địa là chỗ khởi nhân duyên sinh tử, như là các nạn của nghiệp trong ba cõi. Vô minh trụ địa là chỗ khởi hữu dư hữu, khởi hữu hữu sinh tử, như sinh nạn trong ba cõi. Vô minh trụ địa là chỗ khởi vô hữu sinh tử, như là các nạn lỗi lầm trong ba cõi. Này A Nan, ông nên biết như vậy. Những bốn loại sinh tử mà chưa trừ diệt thì thân sinh ba loại ý sẽ không có quả thường lạc ngã tịnh ba la mật. Cho pháp thân Phật là thường là lạc, là ngã, là tịnh, là ba la mật. Ông nên học tập. Này A Nan, pháp thân Như Lai đại tịnh ba la mật nên biết có hai loại. 1. Tự tánh trong sạch là thông tướng của nó. 2. Vô cấu trong sạch là biệt tướng của nó. Đại nghĩa ba la mật nên biết có hai loại. 1. Sẽ liệt tất cả các tà chấp của các ngoại đạo ra khỏi ngã kiến giả dối. 2. Sẽ liệt chấp sai lầm giới lý của hàng nhị thừa ra khỏi chỗ ngã giả dối. Đại lạc ba la mật nên biết có hai thứ. 1. Các đức nguồn gốc của khổ tập, cởi bỏ mọi ràng buộc của khổ tập khí thì có thể chứng đắc được tất cả khổ diệt. 2. Vì ý sinh các ấm nên chặt bỏ trừ diệt tất cả. Đại thường ba la mật nên biết có hai loại. 1. Không làm tổn giảm các hành vô thường vì vượt ra khỏi đoạn kiến. 2. Cũng không làm tăng lợi ích niết bàn thường trụ vì đã vượt ra khỏi thường kiến. Nếu cho các hành là vô thường thì gọi là đoạn kiến, nó cho cái niết bàn là thường trụ thì gọi là thường kiến. Trì bốn hoặc chướng lật ngược lại bốn thứ điên đảo thì thường lạc ngã tịnh là chân quả của nó. Này A Nan, thế nào là lợi ích bồ đề? Có hai loại trí: 1. Vô phân biệt trí, và 2. Là
vô phân biệt học trí. Hai loại trí này lại có hai loại việc. Một, vì lợi mình mà thành tựu. Hai, vì lợi người mà thành tựu. Thế nào là lợi mình? Là thân được trọn đầy, giải thoát. Là thân gìn giữ pháp sạch, diệt chướng phiền não và chướng nhất thiết trí, gọi là lợi mình. Trí do phân biệt có khả năng thành tựu được pháp này. Thế nào là lợi người? Từ vô phân biệt hậu trí cho đến dứt sạch ngàn mễ sinh tử, không khởi lên sự suy nghĩ số lượng, thì ra hai loại thân thuyết pháp vô cùng, không gián đoạn và không có hạn lượng, vì đã cởi bỏ cái khổ của ba nẻo ác, cái khổ của sinh tử, vì muốn thiết lập sự an ổn cho tất cả chúng sinh, đặt ở nơi đường lành, đồ vào ba thừa, gọi là lợi người. Lại nữa, lợi mình cùng với ba phần công đức hoàn toàn không tách rời nhau. Một vô lậu, hai biến mãn, ba vô di. Lại nữa, lợi người không hoàn toàn tách rời với bốn phần công đức, có giúp chúng sinh không cho rơi vào bốn chỗ. Một, vọng kiến, si mê, nghi hoặc. Hai, khổ đạo, ác đạo, đọa đạo. Ba, đem tâm canh ghét, đem tâm oán kết mà phá hoại chánh giáo. Bốn, đem tâm thấp hèn mà tham ưa tiểu thừa. Này A Nan, nếu khởi lên hai việc lợi mình, lợi người này, thì đó là việc Bồ đề. A Nan, thế nào gọi là pháp Bồ đề tương ưng? Vô thượng Bồ đề là tướng chân thật, có 19 loại pháp cùng tương ưng với vô thượng Bồ đề. Một, không thể so lượng. Hai, rất nhỏ. Ba, chân thật. Bốn, đạo lý sâu dài. Năm, không thể thấy. Sáu, khó thống đạt. Bảy, luôn. Tám, ở. Chín, bán lặng. Mười, mãi mãi. 11, trong lành. 12, đầy khắp. 13, không phân biệt. 14, chính mắt. 15, không ngại. 16, tùy thuận. 17, không thể chấp. 18, đại tịnh. 19, chấn tịnh. 19 pháp này mãi mãi không tách rời với vô thượng Bồ đề, cho nên gọi là Bồ đề tương ưng. Này A Nan, thế nào là Bồ đề hành xứ? Có 3 loại đạo lý hiển hiện ba thân. 1, đạo lý sâu dài. 2, đạo lý rộng lớn. 3, đạo lý vạn đức. Này A Nan, thân thứ nhất tương với 5 loại tướng và với 5 loại công đức. Về 5 loại tướng là gì? 1, vô vi. 2, không rời nhau. 3, lìa hai bên. 4, thoát khỏi chướng. 5, tự tánh trong sạch. Thế nào là 5 thứ công đức? 1, không thể lường. 2, không thể đếm số. 3, khó nghĩ. 4, cùng không cùng nhau. 5, rốt ráo trong sạch. Thân thứ hai là chỗ biểu hiện của pháp thân tịnh lưu, với hết thảy vô lượng công đức của Như Lai, lấy đại bát nhã, đại bi làm thể, tương với 5 thứ công đức. 1, tướng không phân biệt. 2, tâm không công dụng. 3, làm việc lợi ích để sống với ý của chúng sinh. 4, không tách rời với pháp thân. 5, mãi vậy, không lúc nào bỏ chúng sinh. Thân thứ ba là những màu sắc mà bát nhã, đại bi, tịnh lưu đã hiển hiện làm thể, cùng tự ưng với 4 phần công đức. 1, 32 tướng. 2, 80 vẻ đẹp. 3, oai đức. 4, sắc. 4 phần công đức này có khả năng tương nhiếp, tương ưng với căn dục, tánh hạnh của các chúng sinh, đại diện ra các việc như việc bản sinh ở nơi cõi Phật nhấp nhúa, hoặc hiện cảnh bay lên cõi trời đau xuất, hoặc hiện cảnh từ trong cõi trời đau xuất xuống, hoặc hiện cảnh giáng thần vào thai mẹ, hoặc hiện mới sinh ra khỏi thai, hoặc hiện đầy đủ đa la vị, hoặc hiện cảnh thọ học 18 minh sứ, hoặc hiện các cuộc đi chơi ở sau vườn, hoặc hiện xuất gia, hoặc hiện khổ hạnh, hoặc đến đạo tràng, hoặc thành Phật đạo, hoặc chuyển xe diệu pháp ở Ba La Nại, hoặc nhập niết bàn ở rừng kiên cố. Những việc hiện ra như vậy cho đến mãi tận ngàn mễ cuối cùng của sinh tử này. Này A Nan, vô thượng Bồ đề như tất cả ba thân, thế cho nên gọi là Bồ đề hành xứ. Này A Nan, thế nào là pháp thường trụ vô thượng Bồ đề? Pháp thường trụ này có hai pháp làm nhân duyên. Một, không sinh không diệt. Hai, không cùng không cận, thế nên gọi là pháp vô thượng Bồ đề. A Nan, thế nào là vô thượng Bồ đề bất cộng tướng? Bất cộng có hai loại. Một, không thể biết, như các hàng phàm phu, thanh văn, duyên, giác thì không thể thông đạt, vì chẳng phải là cảnh giới của họ. Hai, không thể nắm bắt, ngoài Phật ra, những hàng khác đều không thể đạt được. Pháp bất cộng này có năm loại. Một, lý như như, sâu xa. Hai, tự tại, không thể lay động. Ba, trong sạch, cõi vô lậu, là chỗ thâu tóm. Bốn, tất cả mọi chỗ biết, không ngăn ngại. Năm, làm lợi ích cho chúng sinh, mà làm cho tròn đầy.
nên gọi là Bồ Đề không cùng với tướng. Này A Nan, thế nào là vô thượng Bồ Đề không thể suy nghĩ? Có 6 nguyên nhân không thể suy nghĩ. Một, vượt quá cảnh giới của ngôn ngữ. Hai, thuộc về đại nhất nghĩa đế. Hai, vượt quá sự suy nghĩ phân biệt hiểu biết quán xét. Bốn, những ví dụ không thể đạt tới được. Năm, đối với tất cả pháp là phẩm cao tột hơn cả. Sáu, không thể thiết lập sự an ổn nơi sinh tử niết bàn. Đó gọi là vô thượng Bồ Đề không thể suy nghĩ. Này A Nan, vì sao gọi Như Lai là vô thượng Bồ Đề không thể nghĩ bàn? A Nan, tất cả Như Lai trụ vào vô thượng Bồ Đề có năm thứ nhân duyên không thể nghĩ bàn. Một, tự tánh. Hai, xứ. Ba, trụ. Bốn, chẳng một chẳng khác. Năm, làm lợi ích. Này A Nan, thế nào gọi Như Lai là tự tánh Bồ Đề không thể nghĩ bàn? Nếu dựa vào sắc mà cho là Như Lai thì không thể được. Lìa sắc mà cho là Như Lai cũng không thể được. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Cho địa giới là Như Lai thì không thể được. Lìa địa giới mà cho là Như Lai thì cũng không thể được. Cả cõi nước, lửa, gió cũng như vậy. Cho nhãn nhập là Như Lai thì không thể được. Lìa nhãn nhập cho là Như Lai cũng không thể được. Nhị tỷ thiệt thân ý cũng như vậy. Cho hữu pháp là Như Lai không thể được. Vô pháp cũng vậy. Gọi đó gọi là tánh Bồ Đề không thể nghĩ bàn. Này A Nan, thế nào gọi Như Lai là Bồ Đề xứ không thể nghĩ bàn? Như Lai ở cõi dục không thể nghĩ bàn, liệu cõi dục cũng không thể nghĩ bàn. Cõi sắc và cõi vô sắc cũng như vậy. Như Lai trong loài người không thể nghĩ bàn, liệu loài người cũng không thể nghĩ bàn. Sáu đường cũng như vậy. Như Lai ở phương đông không thể nghĩ bàn, liệu phương đông cũng không thể nghĩ bàn. Mười phương cũng như vậy, đó gọi là xứ cũng không thể nghĩ bàn. Này A Nan, thế nào gọi Như Lai là Bồ Đề trụ không thể nghĩ bàn? Này A Nan, an vui trụ vào trụ của Như Lai không thể nghĩ bàn. Vắng lặng trụ vào Như Lai trụ không thể nghĩ bàn. Có tâm trụ Như Lai trụ không thể nghĩ bàn. Không tâm trụ Như Lai trụ không thể nghĩ bàn. Như vậy cả phàm trụ, thánh trụ, Như Lai trụ cũng không thể nghĩ bàn. Đó gọi là trụ không thể nghĩ bàn. Này A Nan, thế nào gọi Như Lai là nhất dị không thể nghĩ bàn? Ba đời Như Lai trụ vào một nơi. Thế nào gọi là một nơi là pháp giới? Pháp giới vô lậu, tự tánh trong sạch, đó là các đức Như Lai hoặc chẳng một, hoặc chẳng khác, không thể nghĩ bàn. Thế nên gọi là nhất dị không thể nghĩ bàn. Này A Nan, thế nào gọi Như Lai là việc ích không thể nghĩ bàn? Một, pháp giới như vậy của các đức Như Lai, thì trí tuệ, thần lực, oai đức, chánh cần đều bình đẳng. Trụ nơi pháp giới thanh tịnh vô lậu, do sự chuyển y này, các đức Như Lai có khả năng làm vô lượng lợi ích cho chúng sinh. Đó gọi là lợi ích không thể nghĩ bàn. Là nữa không thể nghĩ bàn còn có hai thứ. Một, không thể nói năng. Hai, một không thể nói năng vì vượt khỏi cảnh giới của ngôn ngữ. Hai, ra được khỏi tất cả thế gian vì ở trong thế gian không thể thí dụ được. Đó gọi là không thể nghĩ bàn. Là nữa cho như vốn không bị nhiễm, vốn không dơ bẩn, cũng không thể nghĩ bàn. A Nan, đó gọi là Bồ Đề không thể nghĩ bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Vô Thượng Y Quyển Thượng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trở nên bốn ân nặng chứ có khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đại phước tâm Bồ Đề, một báo thân này xin về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.